Tả cha hảo, bây giờ hãy cùng tiếp tục học bài 20 tương với phần 2 bài 19 quyển 2. Đi 20 课. Trước tiên là từ ngắn. Toán. Toán. Hơi ngắn rồi. Yếu điểm toán lọ. Yếu điểm toán lọ. Quá ngắn rồi. Thải toán lọ. Thải toán lọ. Có phải là quá ngắn rồi không? 是不是太短了? Ngắn hơn một chút. 短一点儿. Cái mà ngắn một chút, loại mà ngắn một chút, nguyên văn là ngắn một chút mà. 短一点的. 短一点的. Loại mà ngắn một chút rất đắt. 短一点的很贵. 短一点的很贵. Có loại mà ngắn một chút không? 有短一点的吗? Bây giờ là từ đậm. 深. 深. Màu xanh lam đậm. 深蓝色. 深蓝色. Màu sắc đậm. 深颜色. 深色. Quần áo màu đậm. 深颜色的衣服. 深色的衣服. Đồ màu đậm. 深颜色的东西. 深色的东西. Cái mà màu đậm, loại mà màu đậm. Trong đó danh từ cái, loại được lược bỏ. 深颜色的. 深颜色的. Bạn lấy loại màu đậm, bạn cần loại màu đậm. 你要深颜色的. 你要深颜色的. Bây giờ là từ nhạt, nông. Chén. Chén. Màu xanh lam nhạt. Chén lán sửa. Chén lán sửa. Màu nhạt. Chén yến sửa. Chén sửa. Áo phao màu nhạt. 浅颜色的羽绒服. 浅色的羽绒服. Xe màu nhạt. 浅颜色的车. 浅色的车. Cái màu nhạt, loại màu nhạt. Trong đó cái loại được lược bỏ. 浅颜色的. 浅色的. Loại màu đậm hay là loại màu nhạt? 深颜色的 hay là 浅颜色的? 深色的 hay là 浅色的? Bạn lấy loại màu đậm hay là loại màu nhạt? 你要深颜色的还是浅颜色的? Hãy hỏi lại, có loại ngắn một chút không? 有短一点的吗? 有短一点的吗?
Bạn lấy loại màu đậm hay loại màu nhạt? Nǐ yǎo shēn yánsè de hǎi shì qiān yánsè de? Nǐ yǎo shēn sè de hǎi shì qiān sè de? Loại màu nhạt. Qiān yánsè de. Qiān sè de. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Bánh bao. Bao zi. Quýt bán thế nào? Chúy zi zěnme mái? Xin hãy đếm thử xem. Qíng shǔ yǐ shǔ. Qíng shǔ shǔ. Qíng shǔ yǐ xiā. Di động của thư ký Lâm. Lín mỉ su de sǒu qī. Nghe nói đọc viết. Tīng shuō dú xiě. Nặng hay không? Zhòng bú zhòng. Lá chà. Chái yè. Ba cái bút. San zhī bǐ. Màu gì? Shěnme yánsè? Làm công việc gì? Zuò shěnme gōngzuò? Luật sư. Lǔ shí. Ôn tập bài khóa học trước từ mới. Phù xí khờ vấn, yu xí sân xứ. Nói chuyện với bạn bè. Cân phóng yếu léo thiê. Phim điện ảnh và phim truyền hình. Điện ảnh hứa điện sư trụ. Muốn mua một quyển. Sáng máy ị bẩn. Ngồi xe quá chật, đi xe quá chật. Dùa chơ thải chỉ. Chỉ lấy một cái thẻ điện thoại. Chỉ yào ị trang điện hoa khả. Điện thế đi ra bưu điện gửi bưu phẩm. Xuân biện chuy yếu chú ý chỉ bao của. Làm phiên dịch cho họ. Cái tham ẩn tăng phan yỉ. Ngồi máy bay hay là tàu hỏa? Dùa phê chi hay sử hồ chơ? Mùng 8. Ba hào. Làm một việc. Bạn ý chuyện sự. Không vấn đề gì. Mấy vấn đề. Giúp mình tưới hoa một chút. Bạn ủa chào ý xả hoa. Chiều phao này vừa tốt vừa rẻ. Chợ chèn ủy rung phú yêu hào yêu phiền ý. Hơi dài. Yếu điểm tráng. Loại mà ngắn một chút. Toái ý điểm đỡ. Loại màu đậm hay là loại màu nhạt? Sơn yán sợ đỡ hay sử chèn yán sợ đỡ? Sơn sợ đỡ hay sử chèn sợ đỡ?